đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Con 98 Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay đi. Thì hôm nay các bạn thấy được trên màn hình đây chính là cái người có tên là Tom Emmer là một dân biểu ở Hạ viện. Thì trong một cuộc phỏng vấn đó, phỏng vấn này với lại Channel News thì dân biểu Tom Emmer đã nói là tôi rất thất vọng với lại Chủ tịch. Gary Gensler của SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ về việc từ chối ETF Bitcoin Spot. Đây là thúc đẩy cơ hội của chúng ta qua một nước khác. Thì để giải thích cho các bạn hiểu là cái điều được nói tới đây là điều gì. Và các bạn cũng đã biết là bây giờ Hoa Kỳ thì cũng đã có Bitcoin ETF rồi Nghĩa là cái quỹ đầu tư ETF trên sàn chứng khoán uh, cho Bitcoin Nhưng mà cái sự khác biệt đó là cái quỹ hiện bây giờ là một cái quỹ Bitcoin Futures Nghĩa là cái quỹ này đã không có Bitcoin trong đó Mà chỉ có những hợp đồng tương lai mà thôi Thì uh, đây là điều mà Thuận và các bạn không muốn đâu Các bạn muốn thấy có một cái Bitcoin Spot ETF Tại vì Spot nghĩa là các bạn cần phải lưu trữ Bitcoin thật sự trong cái quỹ đó Giống như là cái quỹ mà chúng ta đang có ở Canada và một số quốc gia khác gì đó Thì càng có nhiều quỹ ETF spot thì càng có nhiều Bitcoin cần phải được lưu trữ Thì đương nhiên đây sẽ gây cái áp lực mua và lưu trữ Bitcoin đến từ những quỹ Đó là điều mà chúng ta đều muốn thì cái mà chúng ta muốn thấy là SEC chấp nhận thì bây giờ SEC vẫn chưa có ra quyết định chấp nhận mặc dù đã có rất nhiều đề xuất À, hiện bây giờ đang chờ đợi được duyệt nhưng mà sec vẫn chưa chấp nhận có một cái bitcoin spot etf lý do tại sao đó thì họ đã nói là để bảo vệ à, những cái à, người à, đầu tư như là thuận với các bạn nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu các bạn thấy là SEC đã cho thông qua Bitcoin Futures và sản phẩm futures là một sản phẩm hợp đồng tương lai cho nên cái tính rủi ro nó sẽ cao hơn và thậm chí các bạn thấy được là cái giá của hợp đồng tương lai đến từ đâu là đến từ thị trường spot, thị trường mua bán ngay thì nếu như mà đã nói là để bảo vệ người Đầu tư, tại vì sợ là giá cả spot đó, nó có thể bị làm giá nhưng mà giá cả của Bitcoin Future đến từ thị trường spot mà Cho nên đây cũng là cái điều mà được nói đến bởi dân biểu Tom Emmer Nói là scc hoàn toàn không có lý lẽ trong việc này Và Thuận hoàn toàn đồng ý Thuận nghĩ là các bạn có biết điều này rồi Thuận đã chia sẻ rất nhiều lần Suy nghĩ của Thuận liên quan tới việc này kế tiếp đó thì có một quốc gia mà thường cũng thấy hơi chán để mà nói đến tại vì chúng ta cứ thấy là hôm nay đó chấp nhận ngày mai lại không chấp nhận hôm nay muốn cấm ngày mai lại không muốn cấm nữa và thông tin mới nhất đó là ở ấn độ các bạn thấy là sẽ có một cái quỹ bitcoin ETF được thông qua thường vẫn chưa có hiểu chi tiết là như thế nào nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta không nên chỉ nhìn vào những cái bài báo tại vì các bạn thấy được một trong những nước mà có quan hệ phức tạp đối với lại uh, crypto đó chính là Ấn Độ các bạn thấy là trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn cứ lục những video đi mà thường đã từng làm thì Ấn Độ có khi nói cấm, có khi nói là không cấm, có khi nói là thích, có khi nói là không thích liên quan tới uh, Bitcoin thì thường sẽ không có quan tâm nhiều thông tin này đâu cho đến khi nào mà đây là sự thật cho đến khi thường thật sự nghe thông tin là ngày hôm nay chúng ta đã có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF ở Ấn Độ thì Thuận mới tin, chứ bây giờ thằng cũng không tin lắm đâu Tại vì chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi Thuận nhớ là chúng ta sắp sửa có những cái uh, luật liên quan đến crypto ở Ấn Độ Và nhiều người đã nói là cái người mà viết cái luật này là cái người mà muốn cấm crypto trước đây Thì có phải họ sẽ cấm nữa hay là không? thường không nghĩ là như vậy Nhưng mà cái luật nó sẽ như thế nào thì vẫn chưa có biết Cho đến khi nào mà chúng ta có Bitcoin ETF đi Thì Thuận mới tin, đó là sự thật Và đây là một cái uh, hình thức thú vị Các bạn thấy được đây là cái uh, hình dùng để mà chia sẻ những thông tin không đúng sự thật liên quan tới điện năm 1990. Các bạn nên nhớ đây là cái thời điểm mà bắt đầu chúng ta có điện và các bạn đã nhớ là trước khi mà người dân có điện đó thì người ta sử dụng dầu để mà đốt đèn. thì khi mà có phát minh điện đó thì chúng ta thấy được là những công ty dầu hỏa đó họ đưa ra những cái thông điệp như thế này để làm gì? để cho người dân sợ nói là điện nó rất là không an toàn, điện có thể là giết chết người vân vân, để cho người dân không sử dụng. À, điện nữa. Cho nên các bạn uh, thấy được là bất cứ một cái thời điểm nào chúng ta có một phát minh mới thì sẽ đều bị tấn công. Chúng ta không nên uh, để bị người khác dẫn dụ với những cái thông tin như thế này. Các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy là Bitcoin bắt đầu nổi lên năm 2017 đó thì bất cứ ngân hàng nào, bất cứ một Công ty tài chính nào cũng nói Bitcoin không có giá trị, cũng nói là Bitcoin này kia kia nọ nhưng mà cuối cùng như thế nào, họ cũng tham gia mà thôi. Theo thời gian các bạn thấy được là khi mà Uber xuất hiện thì những công ty taxi như thế nào. Cho nên các bạn thấy là cái việc mà các bạn có một công nghệ mới rồi bị nhiều người khác tấn công thì đó cũng là bình thường mà thôi, không có gì gọi là đặc biệt hết. Mà các bạn cũng không nên tin những cái thông tin đó. Tại vì các bạn nên nhớ đó là nếu như mà cái phát minh đó, cái công nghệ đó, cái vật đó không thực sự là có giá trị và làm cho đơn vị kia lo sợ thì họ cũng không có bỏ tiền và bỏ thời gian để mà tấn công cái đó đâu. Nếu như mà Bitcoin không có giá trị, nếu như mà Bitcoin đó hoàn toàn không ai sử dụng, nếu như Bitcoin như là người ta nói là chỉ có những người phạm pháp sử dụng mà thôi và mãi mãi sẽ không có ai chấp nhận thì những cái người mà họ bỏ tiền ra để mà họ quảng bá những thông tin đó họ cũng không cần bỏ tiền ra đâu. Các bạn Thức gì các bạn ra ngoài đường, các bạn đi bộ, các bạn gặp một viên đá Các bạn có đứng lại để mà các bạn à, chửi viên đá đó hay là không đương nhiên là không rồi, đâu có ai rảnh đâu Nhưng mà nếu như các bạn thức gì các bạn bước ra khỏi cửa Các bạn bắp cái viên đá đó, các bạn té Thì các bạn mới đứng lên, các bạn mới chửi viên đá đó Thì cũng tương tự như vậy mà thôi Đó là điều mà mình thường muốn chia sẻ ở đây Một số những cái à, thông tin khác thì muốn chia sẻ với bạn đó Đây à, là những cái thông tin thú vị được chia sẻ bởi Exploding Topics Thì à, đây là một cuộc khảo sát... À, hồi tháng 11 của năm 2021 thì cuộc khảo sát này đó chia sẻ là cho đến tháng 11 của năm 2021 đó thì đã có 79 triệu người trên thế giới à, đã có một cái ví blockchain ở trên blockchain.com và con số này đó là tăng 31% so với con số một năm trước đó và đã tăng 155% so với năm 2018. Có nghĩa là cái số lượng người mà đã có ví Bitcoin đó bây giờ thực sự là không ít đâu. Cái sự tăng trưởng rất là nhanh. Kế tiếp nữa đó là nếu như các bạn tin tưởng là cái người tạo ra Bitcoin là Satoshi Nakamoto và sẽ lưu trữ hơn 1 triệu BTC. Các bạn nào mà lên trên những cái ví Bitcoin sẽ nói là đâu có ví nào lưu trữ một triệu Bitcoin đâu. Thì tại vì đó khi mà Bitcoin bắt đầu đó thì người đầu tiên đào đó chính là stoxina komodo và lưu trữ trong nhiều cái ví khác nhau cho nên người ta chẩn đoán đó là khoảng chừng là một triệu Bitcoin đang lưu trữ trong ví của Satoshi Nakamoto thì nếu như mà tính theo giá đó thì sẽ khoảng chừng là 40 cho đến 60 tỷ đô la tính theo giá hiện tại và điều thứ ba được nói đến đó, rất thú vị đó chính là hiện bây giờ đã có khoảng chừng là hơn 270.000 giao dịch đã được xác nhận ở trên Bitcoin hàng ngày và kế tiếp đó thì các bạn thấy được là nghiên cứu từ tháng 7 năm 2021 vừa rồi đó cho thấy được là 89 phần trăm của người Hoa Kỳ trưởng thành đã nghe nói tới Bitcoin thì đương nhiên các bạn thấy được Bitcoin bây giờ là ở trên TV hàng ngày, ở trên những cái bài báo hàng ngày là không ai mà chưa nghe nói tới Bitcoin đâu. Và chúng ta để thấy được là cho đến năm 2021 đó thì khoảng chừng ước tính là 106 triệu người dùng crypto nói chung ở trên thế giới có nghĩa là sử dụng thông qua NFT các bạn thì dùng DeFi chứ không hẳn là Bitcoin đâu thì điều này cũng Bình thường mà thôi các bạn thấy những cái ứng dụng như là Romanhood hay là Crypto.com rất là à, nổi tiếng hiện bây giờ Kế tiếp đó là các bạn thấy được là chẩn đoán là khoảng 46 triệu người dân của Hoa Kỳ Có nghĩa là tương đương khoảng chừng là 22% của tổng cái số người dân à Có nghĩa là khoảng chừng dân cư của Cali đó, cỡ đó là đang lưu trữ một phần Bitcoin Cho đến năm 2025 đó thì chẩn đoán là cái thị trường Blockchain nói chung đó là sẽ trị giá khoảng chừng là 39,17 tỷ tỷ đô la ừ, con số này thường cảm thấy là nó hơi thấp hay sao đó tại vì 39,17 tỷ thì con số này thì không biết là họ nói tới cả thì blockchain là chỉ tính những công ty hay là sao tại vì 39,17 tỷ thì cũng không có nhiều lắm đâu tại vì các bạn thấy được là chúng ta chỉ tính riêng Bitcoin thôi thì cả thị trường của Bitcoin bây giờ đó cũng đã có lúc qua khỏi 1.000 tỷ rồi kế tiếp họ nói là 29% của tất cả những người mà trong thế hệ millennial đó thì hiểu đơn giản là những bạn nào mà bây giờ ở độ tuổi từ 25 cho đến 40 đó thì họ ước tính là những người từ 25 cho đến 40 tuổi đó thì những người này có khả năng rất cao là lưu trữ crypto lên tới là 29% nghĩa là một trong ba người cỡ đó đã đang lưu trữ crypto rồi cao hơn là đối với những cái thế hệ khác và ước tính kế tiếp đó là họ nói tính cho đến tháng 5 năm 2021 đã có 51% của người Hoa Kỳ nói là họ đã bắt đầu mua crypto trong vòng 12 tháng qua và cuối cùng họ nói là ước tính là 24% của dân Hoa Kỳ nói là họ không hiểu crypto hoạt động như thế nào và đương nhiên họ cũng không hiểu Bitcoin hay là ví Bitcoin hoạt động ra sao thì cũng không gì gọi là lạ đâu các bạn Tại vì các bạn thấy được hàng ngày đó ai cũng chạy xe nhưng mà đâu phải ai cũng hiểu là xe hoạt động như thế nào đâu thì sau này đó các bạn thấy là tối ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thấy mọi người sử dụng crypto nhưng mà họ cũng không có quan tâm hay là cũng không có nghĩ đến là họ sử dụng crypto tại vì lúc đó đó các bạn đã thấy là sản phẩm nó sẽ kết nối một cách chặt chẽ hơn cho nên người dân cũng không cần phải hiểu lắm đâu không giống như là chúng ta khi mà tham gia những năm trước đây 2016, 2017 là cần phải hiểu làm sao mà lưu trữ khóa cá nhân làm sao để mà tạo ví làm sao để mà kích hoạt những cái ví như là cái ví lạnh vân vân sau này đó tôi nghĩ là người ta không cần phải suy nghĩ nhiều Đến đó các bạn đã nhớ là năm 2017 chúng ta còn sử dụng những cái ví như là Exodus ở trên máy vi tính mà và đây là cái thống kê được chia sẻ mà thường cảm thấy rất là thú vị đến từ exploringtopic.com và cái thông tin cuối cùng thường muốn chia sẻ với các bạn đó thông tin này dành cho những bạn nào mà quan tâm đến Ripple và XRP tại vì đây là thông tin từ cái uh, vụ kiện và thật ra các bạn nào mà trong thị trường crypto này cũng nên quan tâm đi tại vì các bạn thấy là cái sự ảnh hưởng của cái sự kiện này đó rất là lớn và đây là một trong những cái uh, vụ kiện mà thường cảm thấy là kéo rất là dài và một trong những công ty mà có thể đối đầu với SEC bây giờ đã thường cảm thấy chỉ có là công ty Ripple mà thôi và họ đương nhiên có rất nhiều tiền thì cái thông tin mới nhất đó là cái update là việc phỏng vấn các nhân chứng chuyên gia đã bị trì hoãn thì thật ra đây là một điều cũng đã được nói đến gần đây đó chính là tổng cộng thường nhớ là có 16 chuyên gia được mời đến để mà phỏng vấn À, để mà phỏng vấn làm gì phỏng vấn để cho à, thẩm phán và những người mà ra quyết định đó, thì họ sẽ nghe những chuyên gia này phân tích về cái à, vụ kiện liên quan tới là SEC kiện công ty Ripple là bán đồng XRP là một cái chứng khoán mà không được đăng ký nhưng mà còn nhớ cái thông tin này rồi nhưng mà tổng cộng 16 người đó thì theo đồng biết là cho đến ngày hôm nay chỉ có 8 người là được phỏng vấn mà thôi nghĩa là chi hoãn cũng rất là nhiều cho nên á, bây giờ thì cả hai bên có nghĩa là Ripple và SEC đều đồng ý đó là gia hạn đến cuối tháng 2, có nghĩa là đến ngày 28 tây tháng 2 thì mới phỏng vấn xong 16 người này thì đây đã chảy hơn so với lại cái ước tính ban đầu là tới khoảng chừng là hơn 6 tuần lận thì các bạn thấy được đây là một cái sự kéo dài và điều mà làm cho nhiều người bất ngờ ở đây đó là cả hai bên đều đồng ý nghĩa là Ripple và SEC đều đồng ý gia hạn tại vì đó các bạn thấy được là gia hạn thì sẽ làm gì tốn kém chi phí cho công ty Ripple SEC thì đương nhiên là họ có à, những người làm việc cho họ lãnh lương và họ cũng có những cái luật sư của họ thì đâu có tính hàng giờ với họ đâu không giống như là Ripple phải ra muốn luật sư cho nên mỗi lần mà điều kiện kéo dài đó thì cái bên mà thiệt thòi liên quan tới tiền bạc thường là cái à, bên mà không làm việc cho chính phủ nhưng mà cả hai đều đồng ý để mà gia hạn cho đến cuối tháng 2 này thì à, một trong những người mà những bài nào mà thích theo dõi chi tiết đó thì Jeremy Hogan là một trong những luật sư mà theo dõi điều kiện này rất là sát thôi đương nhiên không phải là một luật sư cho nên cũng không có hiểu nhiều về cái hoạt động bên trong như thế nào nhưng mà có thể tóm tắt với các bạn là có thể là SEC đó muốn trì hoãn nhiều hơn nữa nhưng mà trì hoãn tới tháng 2 là cái sự thỏa thuận giữa hai bên và bây giờ chờ đợi thẩm phán để mà duyệt nhưng mà thường nghĩ là cơ hội cao sẽ được duyệt dựa theo cha hogan điều này nghĩa là gì điều này nghĩa là cái việc ra quyết định cũng sẽ bị trì hoãn nếu như mà ngưng phỏng vấn À, à, khoảng chừng là ngày 28 tháng 2 đó thì khoảng chừng là dựa theo lịch sử là khoảng chừng 5 tháng sau thì mới bắt đầu là ra quyết định. Và ra quyết định từ đây ra quyết định liền đâu có thể kéo dài một 2 tháng để mà ra quyết định cuối cùng. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuối tháng 2 sẽ kéo dài qua tới tháng 7. Nếu như mà quyết định phải tốn hai tháng mới có thì sẽ kéo dài qua tới tháng 9. Thì bây giờ chẩn đoán đó là khoảng chừng là từ tháng 7 tới tháng 9 mới có kết quả Điều này nghĩa là sao? Điều này nghĩa là đã chậm hơn so với dự đoán tháng 4 mà nhiều người đã nói tới trước đây Đây là điều mà thường muốn chia sẻ liên quan tới uh, Ripple và SEC mà nhiều bạn cũng thường hỏi thuận là update thông tin mới nhất đây là thông tin mới nhất mà thường nhận được tình hình bây giờ ra sao bây giờ thì uh, thường cảm thấy là vẫn ngang hàng với nhau không có nghiêng như bên nào trước trước đây đó thì có một thời gian là nghiêng về là công ty ripple có khả năng thắng vụ kiện này nhưng mà cho đến bây giờ đó thì uh, các bạn có thể nhớ là cách đây hai ba năm đó lúc mà giám đốc tài chính william hinman của sec đó trong một cuộc họp báo đã nói rất rõ ràng là ông ta nghĩ là ethereum không phải là một chứng khoán thì uh, SEC đó đã nói là đây là cái uh, suy nghĩ cá nhân của giám đốc hình mình mà thôi không phải là suy nghĩ của SEC tại vì sao tại vì công ty bồ nói là nếu như SEC nghĩ lại tiêu chứng khoán thì hãy đưa ra lý do tại sao nghĩ ETM chứng khoán họ sẽ dùng cái đó nhưng mà chứng minh là XRP cũng tương tự như là Ethereum cho nên cũng không phải là chứng khoán nhưng mà bây giờ đó thì theo thông biết là thẩm phán đã ra quyết định là những gì được chia sẻ bởi giám đốc Hin mình cách đây năm đó chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi không phải là ý kiến của ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ SEC cho nên bây giờ đó chúng ta chỉ có thể thấy là hy vọng là hai bên thỏa thuận với nhau mà thôi nhưng mà chỉ thỏa thuận nếu như mà SEC nghĩ là họ có thể thu dự kiến này. Thường không có nghĩ đó và theo chia sẻ của Jamie Hogan cũng không có nghĩ là chúng ta sẽ thấy SEC thua vụ kiện này đâu. Nếu như mà họ nghĩ họ sẽ thua thì SEC sẽ đàm phán và giải quyết cái vụ kiện này theo cái thỏa thuận. Đây là thông tin mới nhất từ Ripple và SEC mà Thùng muốn mang đến cho các bạn. Và bây giờ thì cũng đã trễ rồi, Thùng sẽ ngưng cái video ở đây. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thùng muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những mình nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital. Hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT. Hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit. Và đặc biệt sàn Moonxbt và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu trình miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng lending lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn